Rồi Sơn xin chào cả nhà mình nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành không. Hôm nay nói thật là cũng rất là lâu rồi thì mình mới tìm lại cái cảm giác mà ban đêm mày mò với lại đam mê. Chung thì vừa rồi mình rất là bận rộn về công việc cho nên là không có thời gian mà lo cho cái đam mê cá nhân nữa. Thì đợt này mình cũng dịch bệnh đồ thì công việc nó cũng bị trì trệ cho nên là mình cũng cho anh em nghỉ hết để mà sắp xếp công việc khác để mà xoay sở cuộc sống. Thì hôm nay mình cũng rảnh rỗi, thấy cây quýt rừng này cũng hay hay nên là mình quyết định là rong gai và bắt đầu mình tuốt hết lá luôn cho nó khoe cái vàng xương nhìn rất là mê, rất là đã luôn. Để mình tuốt hết lá cho nó sướng nha, tại vì cái này á cái lá nó cũng có gai nhỏ 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 cho nên là mình dùng tới cái này, mình không dùng tay, nó dùng tay nó châm đau lắm, nếu mà dùng tay là phải có bao tay, còn không thì dùng cái này bứt cũng được, dùng cái này bứt cũng ok, nhưng mà phải bứt từng cái một cái một, thì khi mà nó xong hết cái này chắc cũng phải là 2 đêm, chắc chắn vậy, chắc 2 đêm. Rồi bây giờ mình xem quá trình mình tuốt lá luôn nha. Nói chung chơi cái gì cũng vậy, nó cũng có cái đam mê của nó. Thì cái gì dễ quá thì nó lại không có giá trị nhiều, mà nó lại ví dụ khó khó thì mình tạo nên cái tác phẩm á, nó không những nó giá trị về mặt vật chất mà nó giá trị về mặt tinh thần nữa. Rồi thằng mày mình tham khảo hành trình luôn nha. Thank you.
sau 2 tiếng đồng hồ thì Sơn cũng đã tuốt 99% lá của cây quýt rừng này rồi nha. Thì bước kế tiếp nữa là mình sẽ lọc gai và lọc chi lại nữa là ok. Và sau đó mình kiếm cái chậu đẹp cho em nó vô nữa là ok luôn nha. Thì giờ này cũng khuya rồi, 11 giờ rồi, mình cũng xin nghỉ ngơi và ngày mai mình sẽ tiếp tục luôn nha. Rồi chúc nhà mình ngủ ngon. Hai chào nhà mình. Thì sau khi Sơn đã tuốt hết cái lá đi rồi thì bây giờ là tới cái giai đoạn là mình sẽ rong, mình sẽ tỉa đi bớt những cái gai và mình sẽ lọc chi lại, mình xắt lại cho nó có thứ tự. Đó, nhiều khi cái này nó chồng chéo cái kia rồi nó cũng rất là rối. Đó, mình nhìn như thế này nhưng mà mình phải lọc ra hết. Mình cây này mình tuốt lá không là 2 tiếng đồng hồ. Đó, thì bây giờ là mình sẽ tới giai đoạn là mình sẽ tỉa gai, mình sẽ lọc gai và mình lọc một ít chi nữa. Sau đó là mình sẽ xén vào đất và mình sang chậu nữa là ok thôi nha. Rồi mời mình tiếp tục luôn. Rồi Sơn xin chào cả nhà mình nha. Thì sau một thời gian tỉa với lại lọc gai thì mình cũng đã lọc rất là nhiều rồi, tỉa gai và lọc một số chi dâm rồi. Bây giờ là nó đã tương đối ok nha, tương đối hài lòng. Và giờ này cũng khuya rồi, cũng 11 giờ rưỡi đêm rồi, nên là mình sẽ tạm nghỉ và hôm sau mình sẽ tiến hành sang chậu nữa là ok thôi. Đó, và xử lý một số vết sẹo nữa là ok thôi. Rồi thì hôm nay mình tạm nghỉ tại đây nha. Và chúc cho mình ngủ ngon. Rồi bây giờ là mình sẽ tiến hành, mình sẽ sang chậu cho em nó nha. Mình đã tiến được một cái chậu tàu. Và chậu tàu đặc biệt là cái lỗ thoát nước rất là to, rất là đã luôn. Và mình sẽ chuẩn bị một cái này lót chậu nha. Giờ trước tiên thì mình sẽ
Rồi, Sơn xin chào cả nhà mình nha. Thì đây cũng là một cái xong một cái công đoạn và mình đã sen từ lúc mà mình tút lá, tỉa gai, rồi bắt đầu là tỉa dâm, rồi bắt đầu là xém màu đất, bắt đầu kiếm chậu, sen chậu. Đó, và nói chung mình chơi cây bonsai thì mình dùng phân hữu cơ, gốc hữu cơ là ok nhất. Đó, chứ mình dùng phân hóa học là rất là dễ bị. Như cái này là phân hữu cơ 555 cộng TE dưỡng chất cho phong lan và bonsai. Thì cái đây nó làm ở dạng có túi thì cũng rất là dễ, mình bỏ ở cái ngòi. Và một loại nguyên rời nữa là phân nén Úc. Đó, nó có hai loại, một loại là rắc, một loại là rabi và một loại là bóc, mình hay gọi là bóc bao. Đó thì nó vào cái ký này, nó ở dạng viên nén, nó cũng rất là hay và rất là tốt cho cây trồng. Rồi thì em nó đã hoàn thành. Và đây là một cây quýt rừng tàn green thiên nhiên luôn nha. Cây hai thân chung cốt luôn, nó có bộ tán thiên nhiên rất là tuyệt vời. Nói chung quýt rừng á, mình được một cái là nó có cái bộ tán thiên nhiên sẵn, cho nên là mình chỉ cần là mình bỏ chút thời gian ra, mình tỉ lá, tỉ gai nó, mình lọc lại là ok. Cái này nó vẫn còn dày nha, hôm nào rảnh thì mình sẽ tỉ lại thêm, nhưng mà trước mắt thì cứ như vậy. Sao ạ? Chủng phong thiên nhiên luôn, rất là đã. Rồi cây này nếu mà ai ưng ý giao lưu thì liên hệ số điện thoại là 0911 470 409, số đó cũng là số Zalo và Facebook nhà vườn luôn nha. Và nếu như mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn. Rồi nhà vườn thân chào mình, chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành trong cuộc sống luôn nha.